Huỳnh Hiểu Minh ngầm chính thức công khai mối quan hệ với hot girl Diệp Kha đã về chung một nhà. Quy Quy đưa tin Huỳnh Hiểu Minh đã chia tay nữ diễn viên Triệu Sĩ Cẩn để quay lại với người mẫu hot girl Diệp Kha. Lần này, nam diễn viên quay lại với bạn gái cũ một cách thầm lặng để tránh điều tiếng. Động thái của Diệp Kha trên mạng xã hội cũng là điều khiến nhiều người đặt ra nghi vấn về chuyện tình của cặp đôi. Có lẽ gương vỡ lại lành. Gần đây nhất, ngày 9 tháng 11, một người bạn chia sẻ khoảnh khắc cùng Diệp Kha đi mua quà sinh nhật cho bạn trai bí mật của cô nàng. Người bạn cũng cho biết nửa kia của Diệp Kha đã rất vui sau khi nhận được quà. Trùng hợp là 4 ngày sau đó chính là sinh nhật của Huỳnh Hiểu Minh. Quy Quy cho biết thêm Huỳnh Hiểu Minh quả thật đã nhận được quà sinh nhật từ Diệp Kha, tuy nhiên anh ấy không đăng tải lên mạng xã hội. Sau khi quay lại, họ đã không thỏa thuận, không công khai những gì thuộc về tình cảm riêng tư, kể cả quà tặng. Trước đó, vào tháng 5 đã có tin đồn Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha rạn nứt mối quan hệ. Trên trang cá nhân, người đẹp liên tục đăng tải những dòng trạng thái đau buồn, thất vọng và trách cứ người yêu bội bạc. Có thể thấy bạn gái tài tử là một người thường xuyên chia sẻ cảm xúc thật của mình trên mạng xã hội. Vậy nên với động thái mới lần này, cộng đồng mạng có thể cơ hồ đoán ra. Không những thế, dựa vào những hình ảnh mà Diệp Kha đăng tải, netizen đã tinh ý nhận ra nội thất nhà mới của hot girl giống với nhà tân hôn trước đây của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby. Được biết căn nhà nằm ở Thượng Hải, Trung Quốc và có view hướng thẳng ra tháp truyền hình Minh Châu phương Đông. Đầu năm 2022, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby thông báo ly hôn. Chỉ ngay trong tháng 2 năm 2022, tài tử thần điêu đại hiệp bị phát hiện đang hẹn hò với người mẫu hot girl Diệp Kha. Anh cũng chưa từng lên tiếng về thông tin này. Từ thời điểm đó đến nay, hai người cũng hạn chế xuất hiện cùng nhau. Diệp Kha bị phát hiện thường xuyên check-in tại cùng địa điểm với Huỳnh Hiểu Minh. Sau khi tin đồn tình ái với anh nổ ra, Diệp Kha có bài viết tâm sự về việc từng trải qua mối quan hệ đổ vỡ. Tuy nhiên, cô tránh đề cập đến tin đồn hẹn hò với chồng cũ của Angela Baby. Vào tháng 5 năm 2023 lại rộ lên thông tin Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha đã chia tay. Chỉ sau 3 tháng, nam tài tử đã xuất hiện và dấy lên nghi vấn hẹn hò với tình mới Triệu Sĩ Cẩn. Tuy nhiên, theo nguồn tin thân cận với nam tài tử cho biết, anh và bạn gái cũ Triệu Sĩ Cẩn chỉ là mới hẹn hò được vài lần, xác nhận chỉ là mối quan hệ thoáng qua. Huỳnh Hiểu Minh có tình cảm khá sâu đậm với Diệp Kha và luôn muốn phát triển nghiêm túc với hot girl này. Khoảng cuối tháng 10 năm 2023, trên mạng xã hội tiếp tục xôn xao về chuyện tình lãng mạn ngọt ngào của Huỳnh Hiểu Minh và hot girl Diệp Kha được công khai. Đây có lẽ là hình ảnh đầu tiên cả hai xuất hiện cùng nhau ngọt ngào như thế này. Cặp đôi diện trang phục đời thường, vừa trẻ trung vừa rạng rỡ sánh vai bên nhau. Huỳnh Hiểu Minh vẫn đẹp trai phong độ, trong khi Diệp Kha lại thể hiện khí chất tươi tắn tự nhiên. Mối quan hệ của Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha nhận được sự ủng hộ từ nhiều người hâm mộ của cả hai ngay khi thông tin bị phanh phui từ năm ngoái. Theo truyền thông, sự nổi tiếng của Diệp Kha cũng tăng lên nhanh chóng nhờ mối quan hệ trong bóng tối với Huỳnh Hiểu Minh. Nhiều người cho rằng khi chuyện tình cảm của cặp đôi được công khai, có thể mang đến nhiều cơ hội phát triển hơn cho Diệp Kha nếu cô phát triển trong giới giải trí.